da đang treatment thì dùng kem chống nắng gì cho xịn? Những hoạt chất khi đưa vào da đều khiến da dễ nhạy cảm và khô hơn, nhất là ở thời gian đầu sử dụng. Điều này bắt buộc chúng ta phải bảo vệ làn da của mình một cách mạnh mẽ hơn. Một loại kem chống nắng xịn sọ thật sự vừa có khả năng bảo vệ toàn diện, vừa cấp ẩm, làm dịu da luôn là ưu tiên của các làn da treatment. Kem chống nắng quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm trên da. Không bao giờ chúng ta tìm được kem chống nắng giá vừa rẻ vừa đẹp lại còn là phổ rộng nữa. Khi đầu tư cho các sản phẩm treatment đúng chuẩn thì chúng ta đang chấp nhận bỏ ra một khoản tiền chăm sóc da cao hơn mức bình thường. Vậy thì một loại kem chống nắng chuẩn cũng sẽ là sự lựa chọn thông minh đáng có đi kèm. Hãy quan tâm tới những lợi ích mà kem chống nắng phải có mang lại cho làn da treatment. Kem chống nắng phổ rộng chống lại được tất cả các tia UV, tia cực tím, tia hồng ngoại, IRA, ánh sáng xanh của màn hình, máy tính, điện thoại một cách hiệu quả. Có chứa các thành phần cấp ẩm, chống khô da, hạn chế kích ứng, giảm đỏ da, rác da khi dùng treatment. Không chứa cồn khô, khi bôi vào da đẹp, mỏng, tệp da, không bí da, nâng tông nhẹ nhàng và kiểm soát dầu thừa đối với những làn da dầu hay da hỗn hợp. Bằng những trải nghiệm skincare của mình, cuối cùng chúng ta cũng sẽ tìm ra kem chống nắng chân ái cho làn da thôi, chỉ là sớm hay muộn. Nếu mọi người chưa ưng ý một em kem chống nắng nào thì sao không thử em chống nắng phổ rộng Ultrasan nhà Lucin nhỉ? Tích hợp tất cả các tính năng trên chắc chắn sẽ chiều lòng những làn da khó tính nhất, bởi vì chị em đã yêu ngay từ cái lần chạm đầu tiên rồi đấy ạ. Từng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, suối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống.